Kính thưa đồng chí trưởng phòng giáo dục thị xã, thưa các đồng chí lãnh đạo phòng và các nhà trường, thưa tất cả các đồng chí, trong cái chuyến đi làm việc tại thị xã chúng ta, thì tôi được các đồng chí mời đến để giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp của Bác, nhất là bản di chúc thiêng liêng mà Bác để lại cho chúng ta đến tận ngày hôm nay. Kể từ ngày Bác mất đấy, và khi Đảng ta lần đầu tiên mà công bố di chúc của Bác thì đã tròn 50 năm. Còn nếu tính từ ngày Bác viết di chúc cho đến nay thì đã 54 năm rồi. Vì Bác viết di chúc vào năm 75 tuổi, đó là năm 1965. Mà đến năm 1969 đấy, Bác 79 tuổi thì Bác mới vĩnh biệt chúng ta. Và vì vậy mà trong cái không khí năm học mới đã bắt đầu, thì chúng ta tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp của Bác, nhất là bản di chúc thiêng liêng Bác để lại. Và trong đó có tư tưởng của Bác đối với nhà giáo, nhà trường và ngành giáo dục, thì điều này là rất có ý nghĩa. Thì chúng ta sẽ nói với nhau những cái điều căn bản như thế. Tôi cũng nói ngay để các đồng chí biết đấy, là trong xã hội thì có rất nhiều nghề nghiệp, nghề của chúng ta là một nghề cao quý. Và có lẽ các nhà giáo của chúng ta, các thầy, các cô giáo này, là những người có hạnh phúc nhất. Bởi vì chúng ta có trong cuộc đời mình một người thầy vĩ đại, một nhà giáo vĩ đại, một người bạn đồng nghiệp lớn của chúng ta là Bác Hồ. Bản thân Bác cũng là nhà giáo, Bác cũng dạy học như chúng ta, và Bác dạy một thời gian ngắn thôi ở trường Dục Thanh Phan Thiết, rồi Bác đi tìm đường cứu nước. Thì những điều mà Bác căn dặn về giáo dục, về nhà trường ấy, mãi mãi còn giá trị với chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để nói kỹ những cái tư tưởng của Bác về giáo dục, để chúng ta vận dụng cho thật tốt. Thời gian thì rất ít, có một buổi chiều thôi, cho nên các đồng chí cho phép tôi được trình bày liên tục nhé, ta không có bố trí nghỉ giải lao. Tôi sẽ cố gắng trình bày liên tục cái chuyên đề này để các đồng chí theo dõi nhé. Đồng chí nào mà có công việc phải ra ngoài thì ta cứ tự nhiên rồi ta lại trở lại. Ta sẽ cố gắng kết thúc buổi nói chuyện chiều hôm nay tối đa là 5 giờ chiều. Thì là ngày nghỉ của các đồng chí đó mà. Các đồng chí biết là năm nay đấy, năm 2019 này dồn dập rất nhiều sự kiện mà đều liên quan đến Bác cả. Không chỉ là kỷ niệm 50 năm ngày Bác mất đâu. Năm nay lại tròn 100 năm, tức là một thế kỷ, Bác Hồ của chúng ta có tên là Nguyễn Ái Quốc. Các đồng chí nào dạy lịch sử này, dạy giáo dục công dân thì càng phải chú trọng cái sự kiện này. 100 năm Bác mang tên là Nguyễn Ái Quốc. Đó là năm 1919, năm nay là 2019, tròn 100 năm. Lúc bấy giờ Bác có 29 tuổi thôi. Mà ngay năm sau, năm 1920, khi Bác tròn 30 tuổi, thì Bác gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và chính thức trở thành một người Cộng sản. Cho nên sang năm nay, chúng ta kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác, cũng đồng thời là kỷ niệm 100 năm lịch sử Đảng Cộng sản Pháp do chính Bác Hồ tham gia sáng lập. Và từ ngày ấy Bác đã là đảng viên Cộng sản. Thế nếu như Bác còn sống với chúng ta thì Bác sẽ là 100 năm tuổi đảng vào sang năm. Cái sự kiện này rất là quan trọng. Vừa rồi các đồng chí có nghe nói là đảng ta đón tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp sang thăm Việt Nam, mà do Tổng Bí thư của Đảng dẫn đầu. Các đồng chí Pháp đấy
thì gọi Tổng Bí Thư là Bí Thư Toàn Quốc, tức là cả nước. Cái Đảng Cộng sản Pháp quang vinh này do chính Bác Hồ tham gia sáng lập khi Bác lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Thì đây là một cái niềm tự hào lớn của dân tộc Việt Nam và của chúng ta. Nói đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc tròn 100 năm, thì các đồng chí hãy nhớ lại sự kiện là lúc bây giờ Bác còn rất trẻ, 29 tuổi, mà Bác đã thay mặt hội những người Việt Nam yêu nước ở Pháp gửi đến cái hội nghị Versailles, là cái hội nghị mà diễn ra sau đại chiến thế giới lần thứ nhất. Các cái nước đế quốc thực dân thắng trận đấy, nó họp lại để chia nhau thuộc địa. Thì Bác đã thay mặt những người Việt Nam yêu nước gửi đến cái hội nghị này một cái bản yêu sách gồm 8 điểm. Yêu sách tức là cái kiến nghị. Trong đó Bác đòi Việt Nam phải được độc lập, có tự do, chứ không phải là chịu cảnh đô hộ nô lệ của thực dân Pháp nữa. Bác đòi độc lập cho cả Lào, cả Campuchia, tức là xứ Đông Dương. Và Bác đòi những quyền cơ bản cho con người, mà sau này chúng ta gọi là nhân quyền và dân quyền. Nhân quyền tức là quyền con người, còn dân quyền là quyền công dân. Sau này cách mạng tháng 8 thành công, Bác đọc tuyên ngôn độc lập để khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Bác đã nói rõ là tạo hóa cho con người ta những quyền cơ bản tự nhiên mà không ai có thể chối cãi được. Đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thì những tư tưởng lớn như thế đã được hình thành ngay từ khi Bác gửi cái bản kiến nghị này. Bác lại còn đòi phải bãi bỏ chế độ ra các sắc lệnh bằng việc ban hành các đạo luật. Các đồng chí nhớ là đây chính là mầm mống của tư tưởng dân chủ pháp quyền Hồ Chí Minh sau này. Đấy. Từ khi Bác lấy tên là Nguyễn Ái Quốc thì số phận của dân tộc chúng ta đã đứng trước một bước ngoặt thay đổi. Phương Tây nó rất sợ hãi trước cái sự kiện này. Nó coi đó là một cái quả bom chính trị ném vào giữa lòng các nước tư bản cơ mà. Và từ đó nó bố trí một mạng lưới cảnh sát mật thám dày đặc để theo dõi Bác Hồ. Ở Pháp đấy, nó theo dõi Bác suốt ngày đêm. Đấy. Thế mà Bác bằng mưu trí dũng cảm, bằng cái tài thao lược của mình, Bác đã vượt qua vòng vây của thực dân Pháp. Bác qua nước Đức, rồi Bác tìm đến được Liên Xô, tức là nước Nga Xô Viết. Các đồng chí biết là Bác sang Nga vào năm 1923. Bác có một nguyện vọng thiết tha là gặp Lenin, dù chỉ một lần. Vậy mà Bác không gặp được. Lenin ốm nặng rồi mất. Mà lúc Lenin qua đời đấy, ông chỉ có 54 tuổi. Đấy. Lenin hơn Bác Hồ của chúng ta 20 tuổi. Bác tự nhận mình là học trò của Lenin và tôn vinh Lenin là bậc thầy vĩ đại của cách mạng. Thế mà Bác sang Nga để gặp Lenin mà không gặp được. Bác coi đó là một điều ân hận của Bác đấy. Mà lịch sử đấy, nếu như Bác gặp được Lenin thì tình hình sẽ khác đấy các đồng chí. Nhưng mà chỉ tiếc một điều là Lenin ốm nặng rồi mất, Bác không gặp được. Sau cái chết của Lenin thì Liên Xô có một nhân vật là Stalin, là cái người mà thay Lenin lãnh đạo đảng và nhà nước, rồi có cái ảnh hưởng rất lớn trong phong trào cách mạng thế giới. Nhưng mà điều đáng nói là ông Stalin này là một cái ông rất là chuyên chế độc tài. Ông ấy rất dị ứng với Bác Hồ của chúng ta, vì Bác rất sáng tạo. Tư tưởng của Bác là vượt trước thời đại, cho nên ông ta không có thiện cảm, dị ứng lắm. Chưa kể là Bác nói tiếng Nga đấy,
thì như một người Nga thành thạo, mà bác toàn tự học đấy các đồng chí nhé. Đấy, chúng ta là nhà giáo phải học bác ở cái tấm gương tự học suốt đời. Còn ông Stalin là một cái người nước ở nước Cộng hòa Trung Á nói tiếng Nga cũng có thạo đâu. Thế mà sau này ở cương vị của ông ấy, ông cũng làm khổ bác Hồ nhiều lắm. Đời bác rất là gian truân và sóng gió, bác vượt qua hết vì bác tin vào chân lý, tin vào thực tiễn cách mạng. Mà cuối cùng thì lịch sử chứng minh rằng bác đúng, nhưng mà phải trải qua rất nhiều gian truân. Thì nhắc lại cái sự kiện bác mang tên là Nguyễn Ái Quốc, bác sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp, để chúng ta lưu ý đến cái tầm vóc lịch sử của bác đối với thế giới và dân tộc chúng ta. Đặc biệt nữa, khi bác là chủ tịch nước rồi, cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, lại có quốc hội, có hiến pháp, mà đều do bác chỉ đạo để xây dựng cả. Dấu ấn của bác là rất rõ, là nguyên thủ quốc gia thì bác lại lấy tên là Nguyễn Ái Dân. Đấy, cái chi tiết này là không nhiều người biết đâu. Nguyễn Ái Dân. Ái quốc là yêu nước, mà ái dân là yêu dân. Thì đời bác chỉ xoay quanh chữ dân, chữ nước mà thôi. Bác dùng tên là Nguyễn Ái Dân trong một cái bức thư bác gửi cho ngành y tế. Bác đặc biệt quan tâm đến hai cái ngành là giáo dục và y tế. Một cái nghề thì dạy đào tạo nhân cách con người là nghề nghiệp của chúng ta. Còn nghề thầy thuốc là chữa bệnh để cứu người. Bác dặn các thầy thuốc là y đức là hàng đầu, lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền. Phải chăm sóc người bệnh, nhất là phụ nữ và trẻ em, như người ruột thịt. Bác không ký tên là Hồ Chí Minh, chứ không ai biết. Bác cũng không ký là Bác Hồ quen thuộc, ta lại càng không biết. Bác ký một chữ là Ái Dân, Nguyễn Ái Dân. Khi mà cái bức thư này đăng trên báo Đảng, ai cũng cứ nhầm tưởng rằng đấy là vị Bộ trưởng Bộ Y tế căn dặn các đồng nghiệp của mình. Đến khi biết đấy là tên bác, là lời của bác, thì ta mới vỡ lẽ ra là đời bác chỉ xoay quanh chữ dân, chữ nước mà thôi. Đấy. Trên cái sự kiện Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Ái Dân, rồi sau này là Hồ Chí Minh ấy, cho chúng ta cảm nhận hết cái tầm vóc tư tưởng vĩ đại và cái chủ nghĩa nhân văn sâu sắc của bác Hồ. Nhất là những điều bác nói về ngành giáo dục của chúng ta. Khi bác là Nguyễn Ái Quốc thì kẻ thù nó coi bác là một nhân vật nguy hiểm. Vì lật đổ chế độ thực dân của nó thì nó coi là nguy hiểm đó. Nhưng mà phải lật đổ được thực dân đế quốc thì mới giải phóng được cho đồng bào mình. Cho nên với chúng ta đấy và với thế giới nhân loại thì bác là một vị ân nhân vĩ đại. Còn kẻ thù nó coi bác là nguy hiểm. Nó cử cả một cái tên thực dân lọc lõi, đó là Ác Nô, để chuyên theo dõi bác Hồ. Bác làm gì nó cũng biết hết mà. Bác đi đâu nó cũng biết cả. Thậm chí trong hồ sơ mật thám của Pháp đấy, nó còn ghi là Nguyễn Ái Quốc là một nhân vật nguy hiểm. Và nó dự báo là con người này rồi biết đâu sẽ lại là kẻ đóng đinh trên quan tài của chế độ chúng ta. Thì cái việc mà bác đọc tuyên ngôn độc lập thì cũng giống như cáo chung chế độ thực dân, và đúng là đóng đinh trên quan tài chế độ thực dân. Cái dự báo của tên thực dân này hóa ra lại rất đúng. Và nó săn đuổi bác. Trong cuộc đời của bác đấy các đồng chí nhé, trong cuộc đời của bác vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần. Bác có cả án tử hình đấy. Án tử hình vắng mặt. Đó là cái sự kiện mà nó bắt bác ở Hồng Kông, ở Hương Cảng, và nó liên kết giữa thực dân Pháp, thực dân Anh. Nó quyết định tử hình bác. Nó điện về tận Vinh nhé. Vinh là thủ phủ của Nghệ An quê bác đấy.
là đòi điều tra ngay lai lịch Nguyễn Ái Quốc là ai. Nhưng mà rất may cho dân tộc chúng ta, cho số phận của chúng ta đấy, là cái vị luật sư tên là Lu Zhebai đã đem hết tài trí ra để cãi trắng án cho bác. Vì ông rất ngưỡng mộ đạo đức, trí tuệ của Hồ Chí Minh, tức là của Nguyễn Ái Quốc. Cho nên cuối cùng nó không làm gì được, nó đành phải trả lại tự do cho bác. Chứ còn trong hồ sơ đấy, nó đã ghi là tử hình. Và vì không điệu bác về đến tận Vinh ở trong nước thì nó ghi là tử hình vắng mặt. Thế rồi sau này khi mà cách mạng tháng 8 sắp nổ ra, bên thềm của cách mạng tháng 8, bác lên đường sang Trung Quốc. Thời kỳ năm 1942, 1943 chúng ta biết cả. Thì lính của Tưởng Giới Thạch nó khám xét bác, và nó chỉ thấy có mỗi một cái tờ giấy thông hành thôi, mà lại hết hạn rồi. Cho nên nó bắt ngay, và nó giải bác đi 30 nhà tù ở Trung Quốc. Mà Trung Quốc mênh mông như thế, nhất là ở Quảng Tây, 14 tháng liền bác mất liên lạc với đảng, với dân. Ở trong nước có người tưởng bác chết rồi. Và ngay cả cô Huệ nhé, cô Huệ cũng tưởng rằng bác mất rồi. Vì báo chí phản động nước ngoài nó cứ tung tin là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh chết trong tù. Cái tin ấy là một tin giả. Thế mà cô Huệ lại tưởng thật, và cô đau đớn bỏ đi tu. Những cái mối tình của bác với cô Huệ đặc biệt cảm động, mà chúng ta phải kể kỹ lưỡng với nhau. Bởi vì một thời chúng ta mắc vào một cái bệnh là thần thánh hóa bác, nhưng không bao giờ kể, không bao giờ nói, thậm chí lại còn kiêng kỵ, còn ngăn cấm. Thì bây giờ đổi mới rồi, trong cái không khí đổi mới như thế này, chúng ta càng nói nhiều về bác, càng hiểu biết kỹ về bác càng tốt. Trong đó có câu chuyện về mối tình của bác với cô Lê Thị Huệ, để chúng ta càng thương bác hơn. Vì bác hy sinh hết, hy sinh cả chút riêng tư của mình cho dân, cho nước. Đấy. Thế tôi nhắc lại như vậy để chúng ta nhớ là ái quốc, ái dân, tên bác là như vậy, là rất có ý nghĩa. Và đời bác chỉ sống có 79 tuổi thôi, mà tại sao bác lại mang nhiều tên như vậy? Nếu chúng ta làm một cái thống kê tương đối đầy đủ đấy, thì ta sẽ biết được là bác Hồ của chúng ta đã sử dụng tới 175 cái tên trong cuộc đời của mình. Riêng điều này đã là huyền thoại. Chúng ta có thể quên nếu cần ta đọc sách, nhưng mà không ai có thể quên được một cái tên gọi trìu mến là bác Hồ. Nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng, chỉ gọi một từ bác thôi là đủ, là nó kết tinh tất cả những điều tốt đẹp nhất của dân tộc và thế giới, của truyền thống và hiện đại, của dân tộc và thời đại. Tên bác là như vậy. Thế bây giờ nếu các thầy các cô giáo trẻ mà đi thi báo cáo viên nhé, kể chuyện về bác Hồ, người ta hỏi chúng ta như thế này này, là bác Hồ lấy tên là Hồ Chí Minh từ bao giờ, và khi bác mất thì bác có bao nhiêu năm ở trong đảng, tức là bác có bao nhiêu tuổi đảng. Câu hỏi rất là rõ ràng, mà tưởng rằng đơn giản, mà hóa ra không phải ai cũng biết đâu. Nhiều người cứ tưởng rằng là khi bác về Bắc Bó Cao Bằng, sau một cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, thì bác là Hồ Chí Minh, thì cũng không phải. Về Bắc Bó Cao Bằng, bác vẫn là Nguyễn Ái Quốc, tên đầu tiên của bác. Phải đến năm sau, năm 1942, khi mà bác viết tác phẩm Lịch Sử Nước Ta. Lịch sử nước ta tức là quốc sử đấy, mà bác lại viết bằng thơ cơ, Việt Nam Diễn Sử Ca cơ mà. Mà ở trong núi rừng Việt Bắc thì lấy đâu ra tài liệu? Bác chỉ bằng trí nhớ thôi, mà bác có thể tái hiện lịch sử suốt từ thời vua Hùng dựng nước đến tận sau này khi thực dân Pháp xâm lược. Tất cả các triều đại, các sự kiện bác nhớ hết, trí nhớ của bác
có thể nói là phi thường, mẫn tiệp, mà chúng ta là nhà giáo phải học bác cái phẩm chất đó. Viết xong lịch sử nước ta, bác còn dặn là dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích mới là Việt Nam cơ mà. Mà bác lại dự báo là 1945 Việt Nam sẽ độc lập. Thì bác là một nhà tiên tri vĩ đại. Mọi dự báo của bác đều trùng khít với lịch sử, không một dự báo nào sai cả. Riêng chỗ này đấy là cái phẩm chất trí tuệ thiên tài của bác, cái tầm nhìn xa trông rộng của bác làm cho chúng ta khâm phục bác. Thì quả nhiên đến 1945 là Việt Nam độc lập. Và bác là chủ tịch chính phủ lâm thời từ Tuyên Quang về Hà Nội. Rồi bác là chủ tịch chính phủ chính thức, đồng thời là chủ tịch nước nữa. Riêng chỗ này chúng ta phải giải thích nhé, nhất là các thầy các cô giải thích cho các cháu nó biết này, không sẽ lẫn này. Chủ tịch chính phủ và chủ tịch nước có khác nhau không? Chủ tịch chính phủ tức là thủ tướng, còn chủ tịch nước mới là nguyên thủ quốc gia. Bác của chúng ta kiêm cả thủ tướng lẫn chủ tịch nước. Còn trong đảng này, bác là người sáng lập ra đảng, cho nên bác là chủ tịch đảng. Thế đến khi mà trong đảng ta phát hiện ra cái sai lầm về cải cách ruộng đất, thời kỳ mà sau đại hội 2551 đấy, cái thời kỳ mà giải phóng Điện Biên xong, chiến thắng Điện Biên xong, bác về Hà Nội. Hà Nội giải phóng năm 55 mà. Và trong cái bối cảnh đó, đảng ta bắt tay vào sửa chữa những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Thì Tổng Bí thư Trường Chinh là từ chức Tổng Bí thư để nhận trách nhiệm về cao nhất về mình. Thì bác phải kiêm luôn cả Tổng Bí thư. Rồi sau đó bác cho mời đồng chí Lê Duẩn từ chiến trường miền Nam ra để nhận chức Tổng Bí thư. Bác là chủ tịch nước thôi. Như thế là bác kiêm rất nhiều chức vụ, chức danh, bao nhiêu vất vả gian truân đặt trên đôi vai của bác. Thì chúng ta mới biết được là từ khi bác mất đến giờ đấy, trong đảng ta không ai làm chủ tịch đảng. Cái chức danh cao quý này chỉ dành riêng cho bác là người sáng lập. Còn bây giờ đứng đầu đảng ta là chức danh Tổng Bí thư thôi. Mà bây giờ là Tổng Bí thư đồng thời lại là chủ tịch nước nữa. Thì trước đây bác cũng là từng như thế. Cái sự kiện Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là như vậy. Thế còn bác bao nhiêu tuổi đảng? Các đồng chí, nhiều đồng chí cứ suy luận là bác thành lập đảng ta năm 1930. Và đến khi bác mất năm 1969 thì đảng ta 39 tuổi. Mà bác là người sáng lập ra đảng thì chắc là bác là 39 tuổi đảng. Như thế cũng là không đúng. Bởi vì từ năm 1920 bác đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, đã là đảng viên Cộng sản rồi, cho nên tính tuổi đảng cho bác ta phải tính cả 10 năm đó nữa. Và vì thế khi bác mất thì bác là 49 năm tuổi đảng, gần 50 năm tuổi đảng. Thế còn sang năm đấy, nếu bác sống đấy, tức là bác 100 năm tuổi đảng. Tất cả những sự kiện này chúng ta phải nói thật rõ ràng để giáo dục cho các em, các cháu đấy, nó biết về những cống hiến lịch sử của bác Hồ. Và cũng trong cái tên bác là Nguyễn Ái Quốc đấy, thế thì khi là chủ tịch nước bác lại là Hồ Chí Minh. Nhiều người không hiểu, cứ tưởng Nguyễn Ái Quốc là một người, Hồ Chí Minh là một người khác đấy nhé. Là một đấy chứ, là bác đấy chứ. Bác dùng rất nhiều tên mà. Thế khi ở Pháp mà nó coi bác là hoạt động ngoài vòng pháp luật, bất hợp pháp, thì nó săn lùng bác suốt ngày đêm. Thế còn bây giờ bác sang thăm nước Pháp tháng 5 năm 1946 đấy, các đồng chí có nhớ không ạ? Bác sang thăm nước Pháp một cái chuyến đi đặc biệt, thăm gì mà thăm những 5 tháng liền. Đấy có phải một cuộc đi thăm viếng, đi chơi đâu. Đấy là một cuộc chiến đấu ngoại giao căng thẳng, đi những 5 tháng liền cơ mà.
đi lâu như thế, cho nên theo hiến pháp là phải bàn giao chức chủ tịch nước lại cho người khác tạm thời trong khi đi vắng. Tại sao bao nhiêu đảng viên cộng sản như chúng ta bác không giao? Bác cân nhắc kỹ lưỡng hết mọi nhẽ, cuối cùng bác quyết định giao quyền chủ tịch nước cho một người ngoài đảng, đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Đây là một chỗ cực kỳ sâu sắc. Đảng vĩ đại, nhưng mà vì đảng mới cầm quyền, mới thắng lợi, dân cũng chưa có điều kiện hiểu biết nhiều về bác, về đảng. Nhưng mà một người tài cao đức trọng như cụ Huỳnh Thúc Kháng nói một câu thì toàn dân nghe. Cho nên bác quyết định chọn cụ Huỳnh thay bác, chứ không chọn một đảng viên cộng sản. Đây chính là bản lĩnh dùng người của bác, mà bây giờ đảng ta phải ra sức học tập vận dụng cái tinh thần đó. Cụ Huỳnh xúc động quá vì được bác tin cậy, nể lời bác mà nhận thôi, chứ cụ lo lắm. Bây giờ bác đi vắng dài ngày như vậy, ở trong nước biết xử lý thế nào, thù trong giặc ngoài như vậy. Cho nên khi tiễn bác đi đấy, cụ Huỳnh hỏi bác một câu là: bây giờ việc nước như vậy mà cụ đi vắng dài ngày, tôi biết tính sao? Xin cụ cho tôi một lời khuyên. Lúc bấy giờ bác có 56 tuổi nhé. Thời trước đấy, cứ từ 50 tuổi đã gọi nhau bằng cụ cả rồi. Đấy, thế là như thế mà. Thế thì bác trả lời thế nào? Bác bảo là vì việc đại sự quốc gia mà tôi phải đi vắng dài ngày. Bây giờ gánh nặng ở trong nước đặt lên vai cụ và anh em. Tôi chỉ xin cụ nhớ cho một câu thôi: dĩ bất biến, ứng vạn biến. Đấy là phương châm đấy. Dĩ bất biến tức là nguyên tắc thì không thay đổi, lập trường quan điểm phải giữ vững, nhưng mà biện pháp, phương pháp, sách lược thì phải thiên biến vạn hóa, mềm dẻo, khôn khéo để hợp với hoàn cảnh. Cụ Huỳnh xúc động quá, coi như được bác trao cho cái cẩm nang. Thế là mới đọc tặng bác hai câu thơ. Hai câu thơ đó cụ kín đáo đề nghị bác phải lấy vợ đi. Đấy. Lúc bác 56 tuổi. Cụ đọc là: 56 tuổi vẫn chưa già, cụ ông thì có, cụ bà thì không. Cụ bà đấy tức là vợ, là phu nhân đấy. Bác biết chứ. Bác trả lời là: bao giờ kháng chiến thành công thì tôi xin vâng lời cụ. Nhưng có bao giờ bác lập gia đình đâu, bác hy sinh hết. Thế mà ở Pháp, bác vẫn điện về, thư từ về cho cụ Huỳnh. Bác nói một câu thơ rất đỗi con người. Bác nói là: cụ Huỳnh, nhớ lắm cụ Huỳnh ơi. Nghĩ chẳng ra thơ để trả lời, giang sơn đất nước cùng nhau gánh, gánh vác đấy, độc lập xong rồi, lấy vợ thôi. Thế ta phải nhớ bác là một con người nhé, chứ đừng có thần thánh hóa bác. Thần thánh hóa bác làm mất đi cái vẻ chân thực, sinh động của bác đấy. Thậm chí còn làm bác khổ nữa. Đấy. Ta nhớ lại lịch sử xem. Mùng 2 tháng 9 năm 45, bác đọc tuyên ngôn độc lập, mà ngay sau đó báo chí của nước ta rầm rập đăng tin là Hồ Chủ tịch, vị cha già của dân tộc. Mà bác có 55 tuổi. Ngưỡng mộ bác mà nói như vậy thôi, chứ không được đâu. Cha già dân tộc là hùng vương chứ. Đấy. Các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Bác dặn như vậy cơ mà. Thế bác đem cái tờ báo đó ra, bác phê bình chúng ta. Bác bảo: các chú viết thế này là các chú làm khổ bác mất rồi. Ta có hiểu đâu. Ta chỉ hiểu mang máng là chắc bác phê bình là không nghiêm túc. Phải gọi bác là người con vĩ đại của dân tộc thì được, chứ còn cha già dân tộc, đấy là ngưỡng mộ mà gọi thôi, chứ không đúng về mặt lịch sử. Bác phê bình như thế là đúng. Nhưng thật ra, có ở gần bác, nghe bác tâm sự với những người giúp việc ấy, thì mới hiểu được. Ý bác là thế này này: các chú gọi bác là cha già dân tộc thì có khác gì các chú cấm bác lấy vợ. Đúng không? Cha già dân tộc thì lấy ai được các đồng chí? Đấy, ta ngưỡng mộ bác, ta hồn nhiên quá, mà bác thì sâu sắc và tinh tế quá.
phụ nữ rất yêu bác chứ. Một người tài đức như thế, bao nhiêu người yêu chứ. Nhưng không ai đủ can đảm lấy cha già dân tộc. Nó khó thế chứ các đồng chí, tự chúng ta làm khổ bác ta có biết đâu. Đấy, đấy, những chuyện như thế này là nhiều lắm, nó trở thành huyền thoại là thế. Thế còn khi bác là Nguyễn Ái Quốc thì thực dân nó săn lùng, nó xua đuổi như vậy. Thế còn đến khi bác sang Pháp là nguyên thủ quốc gia, là khách mời của thượng khách của chính phủ Pháp, nó phải đón tiếp rất là sang trọng chứ. Đàng hoàng là một nước Việt Nam độc lập rồi cơ mà. Mà bác vẫn giản dị như ngày xưa. Đi đón bác có biết bao nhiêu những người cách mạng cộng sản Pháp, rồi cả các vị tướng lĩnh này, quan chức trong chính phủ Pháp, kể cả đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, ở Pháp đấy, một thời ta có gọi là Việt Kiều, bây giờ gọi là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài nhé, đi đón bác. Có người hỏi bác một câu thế này này, thế độc lập rồi mà sao vẫn không thấy có vợ, không thấy có phu nhân đi cùng. Bác cười, bác bảo là đã độc lập hoàn toàn đâu mà có vợ. Nam Bộ còn đang kháng chiến cơ mà. Đấy, bác là như thế, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến dân, đến nước thôi. Thế còn ở sân bay đấy, cái viên hải quan Pháp nó phải hỏi bác rất là lễ độ. Chứ trước đây nó xua đuổi săn lùng chứ. Nó hỏi thế này này, xin chủ tịch vui lòng cho biết cụ thân sinh ra chủ tịch tên là gì, để làm cái thủ tục nhập cảnh như các đồng chí. Bác nghĩ ngay chứ, mình là Hồ Chí Minh, bố mình là Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy, thế khai thế nào được, khai thế nào cho nó có lý nữa. Bác nghĩ rất nhanh, bác trả lời rất nhanh, không một chút câu nệ nào, mà lại rất tự nhiên, không gượng gạo. Bác bảo cụ thân sinh ra tôi tên là Hồ Chí Thông, bố là Hồ Chí Thông, đẻ ra con là Hồ Chí Minh thì đúng quá còn gì nữa các đồng chí. Hay là rất hợp lẽ nhé. Đấy, bác tự nhiên như vậy, có mất cái gì đâu. Nhưng mà nó được việc. Đấy, ta thấy bác là thế. Học bác về phong cách ứng xử nhé. Các nhà giáo chúng ta phải học bằng được cái phong cách ứng xử của bác. Có lý, có tình, mà thấu đáo, hóm hình, hồn nhiên, mà cực kỳ trí tuệ chứ các đồng chí. Cực kỳ trí tuệ. Chưa kể đến một cái chi tiết này này. Nhiều người không biết, cứ tưởng Nguyễn Ái Quốc là một người, Hồ Chí Minh là một người. Thế là nhà báo nó cứ săn lùng bác, nó cứ vây lấy bác, nó hỏi. Nó hỏi là Hồ Chí Minh có phải là ông Nguyễn Ái Quốc ngày xưa không? Bác trả lời thế nào? Nó bảo tôi không biết, tôi không biết. Ông đi tìm ông Nguyễn Ái Quốc mà hỏi. Trong khi chính bác như này, đấy, bác hóm hình thế mà. Chưa kể đến là trong thời gian ở Pháp đấy, bác tổ chức những cuộc họp báo lớn để tranh thủ tình cảm của mọi người dân nước Pháp ủng hộ cho Việt Nam. Một cái phòng họp báo đông kín như thế này, có một nhà báo nó hỏi một câu rất là khiêu khích. Nó hỏi là cụ Hồ Chí Minh, xin cụ cho biết cụ có phải là một người cộng sản không? Cộng sản không phải là theo nghĩa tốt đâu. Nó hỏi như thế là có ác ý đấy. Bởi vì cộng sản hiểu theo cái nghĩa xấu mà nó hiểu, nó xuyên tạc ấy, là bạo lực, là chém giết, vân vân các thứ. Bác biết thừa, bác có trả lời đâu. Bác nhìn thoáng trong hội trường rất nhanh, bác thấy có một bình hoa hồng trước bàn. Bác đến tận nơi, bác rút từng bông hồng lên, bác tặng cho tất cả mọi người. Và cái bông hoa hồng cuối cùng bác tặng cho riêng cái ông nhà báo mà hỏi cái câu khiêu khích này. Rồi bác nói, bác bảo tôi là một người cộng sản như thế này đây. Tức là cộng sản thấm đẫm tình người, yêu hoa hồng, yêu thiên nhiên, yêu con người. Chứ không phải cộng sản theo nghĩa xấu, nghĩa xuyên tạc mà cái ông hỏi đâu. Đấy. Bác tranh thủ tối đa tình cảm của mọi người như vậy. Hay là cái cuộc đi thăm Pháp kéo dài 5 tháng liền mà không thành công, bác đã phải nhân nhượng, bác đã phải chấp nhận cả thỏa hiệp đau đớn để kéo dài cái thời gian hòa bình, để xây dựng đất nước, để tránh chiến tranh. Thế mà không được. Thế mà lúc tiễn bác về đấy, tiễn bác về đồng bào Việt Nam mình ở nước ngoài đông lắm đi tiễn bác. Bác đọc một câu kiều,
coi như lời căn dặn đồng bào ở lại nhé. Gìn vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Tâm hồn bác rất là phong phú. Thủ tướng Phạm Văn Đồng gọi bác là người có tâm hồn lộng gió thời đại cơ. Thế còn ở Liên Xô, Liên Xô là giúp ta hết sức chí tình, chí nghĩa trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ đấy. Không thiếu một thứ gì, viện trợ cho ta từ xe tăng Đại Bác, tên lửa, xăng dầu. Còn cái Trung Quốc ấy, từ cái bánh lương khô, cái mũ rơm trở đi. Nhưng mà họ giúp chúng ta mà họ vẫn rất lo, nhất là Liên Xô. Lo rằng là bây giờ nếu miền Nam mà đánh Mỹ như thế, liệu có dẫn đến chiến tranh thế giới không? Mà thế giới bây giờ có bom nguyên tử rồi, nếu xảy ra chiến tranh thế giới đấy thì cả hành tinh này thành tro bụi. Cho nên họ lo là đúng thôi. Thế là họ phải cử một nhân vật cao cấp rất quan trọng sang thăm Việt Nam. Nhưng mà thật ra là để thăm dò quan điểm của bác, của Việt Nam. Cái người sang Việt Nam lúc đó là ai? Là một nguyên soái, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô, tên là Voroshilov, mà người mà rất kính trọng bác. Mà bác ở Liên Xô thì tất cứ ai, bác cũng là những người bạn bè thân thiết. Bác biết rõ Liên Xô sang Việt Nam làm gì. Bác biết rõ Voroshilov sang đây là để thăm dò Việt Nam và thăm dò bác. Bác chủ động nói ngay. Mà bác không nói bằng văn xuôi đâu. Bác đọc chuyện Kiều cơ. Bác hay lẩy Kiều lắm. Bác đọc thế này nhé: đã mang lấy chữ đồng tâm, trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai. Để gián tiếp nói về lòng chung thủy của Việt Nam, trước sau như một, ăn ở như bát nước đầy với Liên Xô. Họ cảm động lắm đấy các đồng chí. Đấy, bác Hồ của chúng ta là như vậy. Là một lãnh tụ, một nhà tư tưởng, nhưng một nhà văn hóa, một nhà giáo dục bậc thầy mà chúng ta học suốt đời cũng không hết cái di sản của bác đâu. Đấy, thì nhân sự kiện Nguyễn Ái Quốc, ta tóm tắt lại mấy điều như thế. Năm nay lại còn có một sự kiện nữa rất có ý nghĩa. Trong số các đồng chí nào đã đi học trường đảng cao cấp nào, đã đi học lý luận cao cấp, thì đều biết là năm nay kỷ niệm 70 năm ngày bác và Trung ương thành lập trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc ở Việt Bắc, ở Thái Nguyên, Định Hóa Thái Nguyên. Còn Chiêm Hóa Tuyên Quang là nơi mà các cơ quan nhà nước, chính phủ đóng. Mà bác vừa là chủ tịch đảng, vừa là chủ tịch nước, bác điều hành công việc của Trung ương trên núi rừng Việt Bắc như thế đấy. Thế thì bác và Trung ương quyết định thành lập trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc để đào tạo cán bộ. Cho năm nay là kỷ niệm rất trọng thể 70 năm tại học viện mà Tổng Bí Thư đến để có một bài phát biểu rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị đại hội đảng đến nơi rồi. Bác ghi vào sổ vàng truyền thống của học viện, của trường đảng cao cấp lúc bây giờ, một dòng chữ nổi bật. Tôi rất mong chúng ta thuộc lòng câu này nhé, thuộc lòng cái lời bác dạy này, vì nó liên quan trực tiếp đến nhà giáo của chúng ta này. Học để làm việc, đầu tiên là như vậy đã. Học để làm việc, học để làm người, học để làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp, dân tộc, tổ quốc và nhân loại. Nhân loại là cả thế giới loài người. Muốn đạt mục đích đó, trước hết phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Những cái chữ vàng ngọc bác ghi vào trong sổ vàng truyền thống, bây giờ ta gọi là danh ngôn, không thừa không thiếu một chữ nào. Mà bác đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu. Đấy. Muốn đạt được mục đích đó, trước hết tức là hàng đầu, phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Hơn ai hết, các nhà giáo chúng ta, dù là chưa đảng viên hay đã trong đảng viên, đều phải suốt đời cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thì mới là tấm gương cho học trò nó noi theo được. Lời dạy của bác thấm thía như thế đấy.
Các đồng chí sống trên cái mảnh đất Quảng Ninh này, đây là Đông Triều nhé, trong tương lai sẽ là thành phố. Quảng Ninh rồi phát triển nữa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đấy. Đấy. Thì ta mới nhớ là Bác Hồ từ lúc 70 tuổi vào năm 1960, đời bây giờ khó khăn lắm, đường đi còn khó khăn chứ đâu như bây giờ. Thế mà Bác Hồ của chúng ta 70 tuổi đã có mặt tại Cô Tô, đấy, tại Tuần Châu. Bác đến với dân rất nhiều lần. Khi bác đến Cô Tô đấy là hoang vắng lắm, chưa đầy 1.000 người, nó một hòn đảo thôi. Còn bây giờ Cô Tô là một huyện đảo chiến lược, các đồng chí đã đến thăm rồi chứ. Đi qua huyện Vân Đồn nhé, có sân bay quốc tế nhé, ra biển là đến Cô Tô. Bây giờ là một huyện đảo chiến lược, mùa du lịch thì hàng triệu người đến đây, nhưng mà thời bác đến chưa đầy 1.000 người. Mà bác nói giản dị như vậy mà tại sao đồng bào lại không nghe được, không ai nghe được cả. Mới vỡ lẽ ra là hóa ra có phải người Việt đâu, toàn người Trung Quốc. Còn bây giờ thì họ về hết rồi. Đấy. Thế bác nói tiếng Hoa ngay, ai cũng hiểu. Và trước tình hình đó, chúng ta đề nghị bác là bác cho phép dựng tượng bác tại Cô Tô. Bác đồng ý ngay lập tức. Ta thấy có lạ không? Bác khiêm tốn có bao giờ bác cho làm như vậy đâu. Mà tại sao vừa mới đề nghị dựng tượng, bác đồng ý ngay? Không phải vì bác đâu, mà vì độc lập chủ quyền của quốc gia đấy. Dấu ấn của nguyên thủ quốc gia tại đó thì đấy chính là quốc gia, là độc lập chủ quyền. Bác đồng ý theo nghĩa đó cơ. Chứ còn đời bác suốt đời khiêm tốn. Khiêm tốn đến mức mà tặng huân chương cho bác từ chối cơ mà. Ta thì có thể có rất nhiều huân chương huy chương, bác có đâu. Tặng huân chương sao vàng cho bác bảo bác chưa xứng đáng để nhận huân chương, hãy hoãn lại. Thế còn riêng cái việc này bác đồng ý ngay. Còn nếu bây giờ mà các bạn đến Cô Tô đấy, thì ngoài tượng bác ra ta còn thấy có nhà thờ. Và trong nhà thờ đó có một đôi câu đối rất quan trọng, chỉ mấy chục chữ thôi mà nó thâu tóm được toàn bộ tư tưởng đạo đức phong cách của bác. Tôi đọc nguyên văn để chúng ta nghe nhé. Một bên là tận trung với nước, xã tắc sơn hà là thiêng. Một bên là tận hiếu với dân, độc lập tự do là quý. Đôi câu đối đó là kết tinh tất cả tư tưởng đạo đức phong cách của bác đấy. Bác dạy quân đội và công an chúng ta là chung với nước, hiếu với dân. Bác dạy chúng ta là xã tắc sơn hà là thiêng, xã tắc sơn hà là chủ quyền. Còn độc lập tự do là quý nhất. Bác ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước là không có gì quý hơn độc lập tự do cơ mà. Chín chữ vàng của lịch sử đấy. Nếu ta ra Hà Nội vào lăng viếng bác, ta nhìn thấy ngay trên tường lăng đấy, dòng chữ không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác là như vậy. Bác đến Tuần Châu để làm gì? Bác có một thói quen đi chúc Tết đồng bào vào đêm giao thừa hay là ngày mùng 1 Tết. Mà Tuần Châu cũng xa như thế mà bác cao tuổi bác đến. Bác đến chúc Tết đồng bào xong thì cano của bác rời bến. Vừa mới rời bến thì bác lại nghe một tiếng gọi thất thanh là Bác Hồ đâu, Bác Hồ ở đâu rồi, mà tại làm sao các ông không cho tôi gặp Bác Hồ. Mà giọng của một người phụ nữ có tuổi. Bác xót xa lắm, bác nghĩ rằng có cái điều gì nó không bình thường. Bác lập tức ra lệnh cho cano quay lại, cập bến lại để bác gặp cụ già này đã. Thế thì khi cano cập bến, chúng ta dẫn bà cụ già lên qua cái ván để lên cano đấy. Một người phụ nữ mù lòa, không nhìn rõ cái gì cả, cứ cùa quạng thế này, chạm cả vào túi áo của bác, sờ lên râu của bác. Và bỗng nhiên trên mu bàn tay của bác có mấy giọt nước, nước mắt của bà cụ già mù lòa nhỏ xuống bác đấy. Cụ nói là đời tôi được gặp Bác Hồ thật đây ư.
có phải bác Hồ thật đây không? Bác để cho cụ già đỡ xúc động đã, bác mới nói: thưa cụ, chính tôi đây, cụ có được khỏe không? Không ở đâu trên thế giới này có được cái cử chỉ như thế giữa lãnh tụ với người dân đâu. Đấy. Cho nên nói đến bác là tao đến một cái tình thương yêu vô hạn dành cho nhân dân, trong đó có nhà giáo, có học sinh của chúng ta. Các bạn đã từng kỷ niệm thư cuối cùng của bác gửi cho ngành giáo dục rồi chứ. Năm 1968 đấy, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt cơ mà. Là như vậy. Mà điều rất là cảm động nữa là trước khi mất 3 tháng, bác mất vào tháng 9 mà, đúng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, thì ngày mùng 1 tháng 6 năm 69 ấy, ngày thiếu nhi quốc tế đấy, bác còn gửi thư riêng cho thầy và trò một trường tiểu học ở dưới Hải Phòng, ở quận Lê Chân, đó là trường Vĩnh Niệm. Tại sao bác gửi cho trường Vĩnh Niệm? Bởi vì đấy chính là nơi mà các cháu học sinh Hải Phòng đã đi đón bác khi tàu biển cập bến trong cái chuyến bác đi Pháp về Hà Nội. Đấy. Thì bác gửi thư cho các cháu, gửi ảnh cho các cháu, cho các thầy cô giáo. Bây giờ không còn là riêng của trường Vĩnh Niệm nữa, nó trở thành tài sản chung của ngành giáo dục. Bác nói là dù khó khăn đến đâu vẫn phải thi đua dạy tốt, học tốt. Và các bạn nên nhớ là năm nay không chỉ có những sự kiện như thế đâu. Còn có một sự kiện nữa mà tất cả chúng ta, mỗi một nhà giáo, nhất là cán bộ quản lý này, các thầy, các cô giáo, hiệu trưởng nhé, chủ tịch công đoàn, bí thư chi bộ, bí thư đoàn thanh niên, tổng phụ trách đội v.v. tất cả mọi người đều phải nhớ. Đó là năm nay tròn 70 năm bác viết tác phẩm Dân Vận. Nổi tiếng lắm đấy các đồng chí, Dân Vận. Dân Vận tức là vận động quần chúng làm cách mạng. Bác viết trong tác phẩm là không sót một người nào, không phí phạm một tài năng nào. Dân Vận là toàn đảng, toàn dân đều làm Dân Vận. Nhà nước càng phải làm Dân Vận. Công chức viên chức nhà nước càng phải làm Dân Vận. Dân Vận chính là để cho dân tin và dân yêu. Dân Vận chính là cách thức để chữa cái bệnh quan liêu và tham nhũng, một cái bệnh rất nặng ở trong nhà nước mà bây giờ đảng ta đang quyết tâm phải sửa bằng được. Tham nhũng, quét sạch tham nhũng từ nhỏ đến lớn. Bác viết tác phẩm Dân Vận này, bác đưa ra một kết luận: dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng xong. Chúng ta có cả một cái cuộc vận động là dân vận khéo cơ mà, mấy năm nay. Nhưng xin các bạn nhớ là muốn dân vận khéo thì trước hết phải dân vận đúng đã. Đúng rồi mới khéo được. Đúng là khoa học, mà khéo là nghệ thuật. Ta chỉ nói dân vận khéo không thôi là không đủ đâu. Phải đúng đã cơ. Mà đúng đấy, tức là phải gần dân, tin dân, tôn trọng dân chủ của dân. Đấy. Tất cả lợi ích là vì dân hết. Bác còn nói là dân vận phải thật thà nhúng tay vào việc. Nói đi đôi với làm. Nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động. Bác còn khuyên chúng ta là nhiều khi không cần nói, cứ tự làm việc thôi. Tự việc làm nó toát lên tư tưởng. Trên các đồng chí làm quản lý, các đồng chí có thấy là có những người thì rất là khiêm tốn, làm việc tận tụy tự giác, chỉ làm việc đấy, ít nói lắm, rất kiệm lời. Ngược lại, có người thì làm thì ít nhưng mà nói thì nhiều, tưởng bên dòng ngoài là tốt lắm, hăng hái lắm nhưng thực ra là không có kết quả gì đâu. Bác nói là đánh giá con người phải căn cứ vào việc làm, chứ không ai chỉ tin vào lời nói. Đấy. Bác thấy chúng ta nói nhiều quá mà làm không được bao nhiêu. Bác lại thấy chúng ta nói một đằng làm một nẻo, bác buồn lắm đấy. Bác gọi chúng ta ra bác phê bình. Bác nói thế này có hay không? Bác nói đến mức mà không cần phải giải thích, nó đúng như lẽ phải thông thường vậy. Bác bảo tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi.
nên các chú nói ít thôi. Đến như vậy cơ mà, không cần phải giải thích, nó đúng như một chuyện đương nhiên vậy. Đấy. Mà tại sao bác phê bình hầu hết là bác phê bình nam giới nhé, các chú. Còn các cô cũng có khi có khuyết điểm, nhưng mà nói chung là bác phê bình chủ yếu là các chú là thế đấy. Thế còn cái chuyện mà thông điệp không lời, rồi là diễn văn không lời, hay bác người ta gọi bác là nhà tư tưởng triết học vô ngôn, tức là không cần lời, vì bác rất kiệm lời. Bác dặn là nói ngắn, viết ngắn, chỉ nói và viết khi cần thiết, còn chủ yếu là làm việc. Đấy. Thế thì có một cái câu chuyện cụ thể như thế này nhé. Bác muốn chống bằng được cái bệnh tham nhũng ở trong nhà nước ấy. Bác là chủ tịch nước mà, bác dằn vặt về cái chuyện tham nhũng này lắm, quan liêu này lắm. Bác bảo ông Vũ Kỳ là thư ký của bác. Ông Vũ Kỳ là một trong 8 thư ký. Nhưng ông Vũ Kỳ là thư ký đặc biệt vì là người được bác giao cho giữ di chúc. Ông Vũ Kỳ là người mà ở với bác liên tục cả cuộc đời, từ ngày ở Bắc Bó Tân Trào cho đến khi bác mất. Bác mất rồi, tổ chức tang lễ bác xong thì Trung ương mới bổ nhiệm Vũ Kỳ làm giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh. Chứ còn trước đó là không hề giữ chức vụ gì cả, chỉ là thư ký của bác thôi. Bác bảo là chú giữ tiền của bác, bây giờ về lấy túi tiền bác gửi chú ra đây. Tại sao lại giữ tiền của bác? Là thư ký của bác mà, đi lĩnh lương cho bác. Bác dặn là chi tiêu hết cho bác nhé, thanh toán sòng phẳng, không sót một cái gì. Mua thêm một cái chổi phát trần quét bụi, bác bảo thanh toán. Liêm khiết là thế. Thế thanh toán hết cho bác xong còn thừa đưa bác, bác có cầm đâu. Bác bảo bác giữ tiền mà làm gì, chú cầm cho bác. May cho bác cái túi vải đựng vào đấy, cần gì bác sẽ nói. Bác cho hết mà, cho đến mức mà cuối đời lúc ra đi chỉ còn có mấy đồng bạc, mới 1.000 từ trong di chúc để lại này. Thế bây giờ bác dặn là về lấy túi tiền của bác ra đây. Ông Vũ Kỳ không hiểu, bảo bác cần gì để cháu đi mua. Bảo không, bác có mua gì đâu, cứ về lấy cho bác. Về lấy cho bác, bác bảo đếm cho bác xem được bao nhiêu tiền. Thì đếm được đúng 26.000 bạc. 26.000 đó là to lắm đấy, không thể mua được bao nhiêu lạng vàng đấy. Bác bảo chú dùng số tiền này đi mua bằng hết nước ngọt cho bác, để gửi ra ngay cho các chú bộ đội trực chiến phòng không. Ngày xưa là trực chiến pháo cao xạ trên các cái nóc nhà cao tầng. Bác đi thăm, bác đội cái mũ sắt của bộ đội vào mà nó nóng như một cái chảo lửa, mà nhìn xung quanh không có một cái chai nước ngọt nào, bác xót xa lắm. Bác bảo mua hết cho bác, gửi cho các chú bộ đội ở Hà Nội. Hà Nội là trái tim của Tổ quốc mà, bảo vệ trước Hà Nội đó. Và cho các tỉnh khác nữa. Còn nếu gửi về các địa phương mà vẫn không đủ thì nói với anh em, với nhân dân góp thêm vào để mua nước ngọt cho bộ đội. Bác chỉ có bấy nhiêu thôi, cho hết mà. Đấy. Rồi bác sẽ gửi, có ý kiến để góp ý với Bộ Quốc phòng sau về vấn đề chính sách với bộ đội này. Đấy. Thế lại một lần khác, bác lại dặn ông Vũ Kỳ là mang túi tiền tiết kiệm của bác ra đây. Ông Vũ Kỳ có bảo thế bác cần gì để cháu đi mua, bảo không, cứ về lấy ra đây. Về lấy ra, bác bảo thế này nhé, chú dùng số tiền này của bác đấy đi mua thật nhiều bút máy cho bác. Đấy. Ông Vũ Kỳ lại rất là hồn nhiên bảo mua 1-2 cái, bác mua gì mua lắm thế, bảo không mua bằng hết. Nhưng mà để cho nó đỡ lãng phí thì chú sang văn phòng trung ương đấy, hỏi xem triệu tập hội nghị bao nhiêu người, mua đủ bấy nhiêu bút cho bác. Bác muốn tặng mỗi cô mỗi chú một cái bút để làm việc khi khai mạc hội nghị. Hội nghị này là bác chủ trì, bàn về vấn đề cải cách bộ máy nhà nước như bây giờ chúng ta đang làm đây này, mà Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong cải cách bộ máy, được trung ương rất là tín nhiệm, như chúng ta đã thực hiện. Đấy. Bác còn dặn là mua đủ chứ đừng có lãng phí, nhưng đừng thiếu, nó khó xử. Bao nhiêu người đến họp mua đủ bấy nhiêu bút. Bác dặn là chú cho tất cả bút vào một cái hộp cắt tông,
mở nắp ra để trên bàn cho bác. Bác đến sớm chủ trì hội nghị. Người ta gọi bác là nhà bố trí kịch bản rất giỏi. Bố trí thế nào nó xảy ra như thế. Thế là quả nhiên tất cả cán bộ vào họp, toàn cán bộ cao cấp chứ, từ trung ương này, bộ trưởng, thứ trưởng này, chủ tịch các tỉnh về họp đông lắm. Ai vào thấy bác cũng chào, ai nhìn trên bàn thấy bút cũng hỏi, mà hỏi sao giống nhau vậy. Các vị hỏi rất giống nhau: thưa bác, ai biếu bác mà bác lắm bút thế? Thế là vào đúng kịch bản của bác rồi. Bác cười, bác bảo làm gì có ai biếu bác, bác mua bằng tiền lương đấy các chú ạ. Chú Vũ Kỳ đi mua cho bác đấy, tí nữa đông đủ bác tặng mỗi cô mỗi chú một cái bút để mà làm việc. Thế là ai cũng mừng bác cho quà, bác ân cần đưa bút cho từng người một. Các vị nhà mình ngồi cạnh nhau ngắm nghía bút một hồi xong mới lật bút ra xem, thì có ngờ đâu nó đập ngay vào mắt một cái dòng chữ. Bác đã bí mật dặn ông Vũ Kỳ khắc trên bút. Ngày xưa có cái chuyện là khắc bút trên, khắc tên trên bút máy các đồng chí, đấy một thời như thế. Cái dòng chữ này có ý nghĩa lắm: bút chống quan liêu tham nhũng. Mà bác cứ im lặng như không, vui vẻ tươi cười không biết chuyện gì, coi như không biết. Các vị nhà mình toàn trình độ cao, cao cấp cả, ai cũng đọc cái câu này mà cũng đều im lặng hết, không ai nói với nhau câu nào. Hai im lặng này rất khác nhau. Đấy. Các thầy các cô dạy văn ấy, phải rất chú trọng bình văn nhé, bình tác phẩm. Ngày trước nó có cái môn là bình giảng văn học, bây giờ ta ít coi trọng cái này quá. Đấy. Ta nhớ không? Bác nói thế này nhỉ: bút chống quan liêu tham nhũng, tức là ý bác là thế này, là các vị hãy cẩn thận, các vị hãy cẩn thận, tôi biết hết. Hãy biết dừng lại trước khi quá muộn. Đấy. Cái im lặng của bác nó toát lên cái thông điệp đó. Còn im lặng của chúng ta là một sự dằn vặt ở trong lòng. Có hay không? Có thì phải chữa ngay. Mà chưa có phải phòng ngừa như thế nào? Đấy, bác giáo dục như thế cơ, thì mới nên người được. Hay là có một lần mà bác đến dự hội nghị cấp cao, toàn cán bộ cao cấp cả, hỗ trợ tinh thần cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra Điện Biên Phủ. Bác bảo là mỗi chú hãy viết cho bác một bản kiểm điểm, bác gọi là kiểm thảo. Ai có lỗi gì phải khai ra hết, không được giấu bác. Bác chờ đợi xem các chú dũng cảm và trung thực như thế nào. Mà bác nghiêm như thế, bác là mẫu mực như vậy, chứ có ai dám giấu bác đâu. Lỗi to, lỗi nhỏ khai ra hết. Bác đọc không sót một bản nào của các vị đó, rồi lên hội trường tổng kết như thế này. Bác nói một câu rất nghiêm: trước hết bác khen các chú dũng cảm, trung thực, biết nhận lỗi trước bác, thế là tốt. Nhưng bây giờ bác đề nghị các chú phải ra sức sửa chữa ngay đi, kiên quyết sửa chữa lỗi mình đi, không thì nguy mất. Trong kháng chiến mà đã thế rồi nhé, trong kháng chiến chống Pháp bác phải tử hình hai con người. Một là ông đại tá Trần Dụ Châu tham nhũng trong quân đội, tử hình. Một ông thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, ngày trước gọi là Bộ Canh Nông, tử hình. Ông thứ trưởng này thì không mắc tội tham nhũng, như ông ấy mắc tội đạo đức. Ông ấy có tình ý riêng mà ai lại đi giết vợ. Chuyện nó vỡ lở ra, tòa án xử tử hình, bác y án ngay, không cho chống án, không cho ân xá. Bác còn chỉ thị là thi hành bản án ngay, không chậm trễ. Trần Dụ Châu là bị tử hình ngay trên đất Thái Nguyên đấy các đồng chí. Đau đớn thế cơ mà. Đại tá ngày xưa là cao cấp lắm đấy. Này, rất ít chứ không nhiều như bây giờ đâu mà mắc tội như thế. Bác bảo thế này nhé: phải giết đi một vài con sâu để cứu cả cánh rừng thì là việc phải làm. Đau đớn mấy cũng phải làm. Nào các thầy các cô dạy lịch sử, dạy giáo dục công dân, hãy đọc lại tác phẩm của bác ấy. Bác viết từ năm 46 cơ. Tác phẩm Quốc lệnh. Quốc lệnh tức là lệnh của quốc gia, của nguyên thủ quốc gia. 10 điều thưởng rất lớn cho người có công, 10 điều phạt rất nặng cho những kẻ có tội, Việt gian phản quốc,
tham ô lãng phí hại dân hại nước, từ điều thứ nhất đến điều thứ 10 trong cái mục phạt ấy, bác ghi tử hình hết. Một người bao dung như trời biển, nhưng mà khi nghiêm khắc thì không có run tay. Phải như thế mới lãnh đạo, mới quản lý thành công được. Đảng ta bây giờ rất cần cái phong cách đó. Thì chúng ta phải giúp cho đảng trong sạch vững mạnh bằng cách làm thật tốt công tác đảng trong từng nhà trường. Và trường nào bây giờ chẳng có chi bộ đảng. Ta phải nhớ cái chuyện đó, nhất là đảng viên. Đặc biệt nữa này, trong cuộc đời của bác, thế thì bác có một lần yêu cầu chúng ta kiểm điểm như thế nhé. Khi bác nói là phải sửa ngay đi, không thì nguy mất. Thế là cả cái hội trường lắng xuống, xúc động. Thương bác vì chúng người ta mà làm cho bác đau khổ, phải dằn vặt suy nghĩ. Mà hôm ấy lại là hôm bế mạc hội nghị, mà trong chiến tranh thì có khi nay còn gặp nhau, ngày mai đã chết rồi. Mũi tên hòn đạn nó có chừa ai đâu. Các vị nhà mình mới rủ nhau xuống suối tắm, tắm cho nó hạ hỏa đi, rồi chia tay nhau. Chưa kịp tắm bác đã xuất hiện rồi. Bác đi từ một nẻo đường mòn đến, một vị tướng trẻ mới chạy lên để hướng dẫn bác đi đường khác. Chỗ này chúng cháu đang chuẩn bị tắm, cái giường suối mà. Bác bảo thế nào? Bác biết là các chú tắm ở đây thì bác mới xuống chứ. Bác muốn xuống tắm cùng các chú cho vui, rồi tiện thể bác tiễn các chú về luôn. Lúc làm việc thì rất nghiêm, mà bây giờ thì rất thân tình như vậy, ai cũng xúc động. Chính cái vị tướng trẻ đó đấy mới đến gần chỗ suối của bác tắm, kỳ lưng cho bác, tắm chung mà kỳ lưng cho bác, nói một câu rất là chân thành cảm động: bác ơi, bác gầy quá. Bác lại không trả lời gầy hay béo, bác hỏi thẳng thừng luôn: chú tham ô mấy vạn? Vừa mới kiểm điểm xong mà, đúng không? Chú tham ô mấy vạn? Cái ông tướng này lại rất hồn nhiên ghé tai vào bác nói nhỏ: thưa bác, 4 vạn. 4 vạn tức là 40.000. Ngày xưa tiền tài chính nó toàn tiền vạn như thế cả, sau đổi xuống tiền ngân hàng nó còn có 4.000, 4 đồng đấy mà. Nhưng mà cái ông tướng này là bị oan đây này. Ông ấy tốt lắm, cũng bị oan thôi. Ông ấy nhận lỗi ấy bởi vì ông là thủ trưởng, là chỉ huy. Ông ấy nhận thôi, trách nhiệm thôi, chứ ông có lấy xu nào đâu. Ông ấy bảo bác là: bác bảo khai thì cháu khai thôi. Tính ra tiền nó là như vậy, tức là đồ hiện vật đấy mà. Tiêu chuẩn cấp tướng, cấp tá, được phát chăn màn, quần áo, giày dép, những cái gì thì tính ra tiền nó là 4 vạn. Chứ cháu có lấy xu nào đâu. Cháu thề với bác cháu không dính một xu nào cả. Nhưng mà lỗi cháu nhận, vì cháu là thủ trưởng. Bác nhìn xong bác nói một câu hay lắm: nhà giáo chúng ta phải có được cái phẩm chất tinh tế của bác. Bác bảo nhìn vào mắt chú bác biết, bác biết chú là người tử tế. Con mắt nó là cửa sổ tâm hồn mà, ngay gian nó lộ ra ngay mà. Chú là người tử tế, nhưng chú phải nói rõ đầu đuôi câu chuyện vì sao như vậy thì bác mới biết được. Thế là ông bắt đầu kể cho bác nghe. Kể ra thì đúng là nó không có cái chuyện gì. Có cái gì đâu, quân nhu tức là cán bộ cung cấp ấy, họ đi phát đồ cho các tướng lĩnh theo tiêu chuẩn, nhưng mà nó luộm thuộm, không có sổ sách, nó không ghi chép. Nó tưởng nó phát rồi, à nó tưởng chưa phát, nó lại phát nữa. Thì cháu cũng cầm, cái lỗi có thế nhé. Cháu cầm nhưng cháu không lấy, cháu cho chiến sĩ cấp dưới vì nó khổ quá. Đấy. Thế là người rất có tấm lòng nhân hậu chứ. Nhưng mà lỗi ở là cái chỗ này là chỉ huy mà lại không trung thực, nhận rồi mà còn nhận nữa là một. Hai là lãnh đạo mà xuê xoa cho qua cấp dưới làm ăn có khuyết điểm mà không chấn chỉnh thì mất hết của nhà nước còn gì nữa. Lỗi có thế thôi. Thế bác nghe xong bác cười. Bác bảo thế thì bác hiểu rồi. Chú kể cho bác thế là bác hiểu rồi. Bây giờ bác mới bình luận nhé. Chú cho chiến sĩ của chú mà lòng dạ chú ngay thẳng hồn nhiên, không nghĩ ngợi gì, thì bác khen chú là có lòng nhân ái. Còn nếu chú nghĩ bụng, mà nghĩ bụng thì một mình chú biết thôi, bác cũng chịu. Chú nghĩ bụng là cho mày cái này hôm nay, ngày mai ngày kia có điều kiện, mày biếu tao cái khác to hơn, thì không tốt đâu. Đấy. Cán bộ cao cấp mà bác còn dạy đến như thế cơ mà, mới nên người được chứ các đồng chí. Đấy.
Thế là tất cả tướng lĩnh dưới dòng suối cứ đổ xô về phía bác. Bác đợi cho tất cả mọi ánh mắt nhìn về bác rồi, bây giờ bác mới trả lời câu hỏi gầy hay béo. Bác bảo chú này 4 vạn, chú kia 4 vạn, thì bác béo làm sao được? Tức là phải lo nghĩ chứ, đúng không? Đấy, khổ thế đấy. Câu nào của bác cũng mang ý nghĩa giáo dục. Cho nên năm nay nói chuyện về dân vận 70 năm ấy, chỉ chính là học bác từ cái ứng xử đó. Đấy là dân vận cả đấy chứ. Bác không chỉ nói dân vận, bác còn thực hành dân vận rất là mẫu mực. Cái thời ở Việt Bắc, ở Định Hóa Thái Nguyên ấy, cơ quan đầu não của Trung ương và của bác phải chuyển chỗ ở 200 lần. Trong 9 năm mà chuyển 200 lần địa điểm có khổ cho bác không? Mà toàn trong rừng, trong núi, trong hang đá cả. Chứ làm gì có điều kiện như bây giờ, vất vả lắm. Mỗi ngày bác đi bộ 50 cây số đường rừng là chuyện bình thường. Chuyện này tưởng như không có thật, là huyền thoại, mà hóa ra thật sự. Đấy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng kể là cả cuộc đời bác đi bộ đấy thì chiều dài bằng cả chiều dài đất nước này. Đấy. Một huyền thoại của lịch sử đấy. Thế thì bác còn làm thơ để nói về vấn đề dân vận nhé. Trên có núi, dưới có sông. Bác đích thân chọn địa điểm cơ mà. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trên có núi, dưới có sông. Có đất ta trồng, tức là để tăng gia sản xuất đấy. Có bãi ta chơi, là để tập thể thao, đánh bóng rổ, bóng chuyền. Bác tập thể thao, bác tập võ thái cực quyền. Gầy lắm nhé. Gần đường sang bộ tổng. Bộ tổng là bộ tổng tham mưu, cơ quan của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tiện lối tới Trung ương. Trung ương là sang văn phòng Trung ương Đảng của đồng chí Trường Chinh. Nhà kín mái, thoáng mát, gần dân, không gần đường. Câu cuối cùng ấy, gần dân, không gần đường, là cả một triết lý của bác ấy. Gần dân để dân bảo vệ, dân che chở. Đấy. Còn không gần đường là để tránh kẻ địch nó lùng sục, nó bắt bớ. Nó định nhảy dù lên Việt Bắc, bắt sống toàn bộ cơ quan đầu não của ta cơ mà. Nên phải chuyển 200 lần là thế. Thế thì có một hôm, bác mới dặn cảnh vệ là sáng mai tinh mơ ta chuyển sớm các chú nhé. Làm việc thật khẩn trương. Thế chiều tối hôm trước, vẫn thấy bác tưới rau. Ta hồn nhiên quá, ta hỏi bác là thế không chuyển nữa à bác? Bác bảo vẫn chuyển bình thường, ngày mai tinh mơ lên đường mà. Ta lại hỏi bác là thế tại sao bác vẫn tưới rau? Bác bảo mình không ăn thì để dân ăn, có đi đâu mà thiệt. Và quan trọng là để tạo ra cái bình thường không có gì thay đổi cả, để che mắt kẻ địch. Kẻ gian, kẻ Việt gian còn nhiều lắm, nó trà trộn xung quanh, bất cứ một cái động tĩnh gì mà thay đổi nó biết ngay. Cho nên cứ làm như không có chuyện gì xảy ra để nghi binh. Bác là thế, bí mật là phong cách của bác. Thế có một hôm bác đang ngồi đánh máy tài liệu trên cái tảng đá. Làm gì có bàn ghế sang trọng như bây giờ. Cái tảng đá là bàn viết của bác. Bác còn làm thơ cơ mà. Bàn đá trông tranh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thực là sang đó. Thế chúng ta được tin hỏa tốc báo khẩn cấp cho bác nhé. Phải chuyển ngay lập tức, vì địch nó đang lục sục tại đây. Thế là đồng chí Vũ Kỳ chuẩn bị ba lô túi rét cho bác lên đường. Đến nơi bác không đi, bác vẫn ngồi đánh máy. Bảo bác không chuyển là bác. Bác bảo vẫn chuyển, nhưng nếu chuyển ngay bây giờ thì lộ mất. Có khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Cho nên phải nghi binh. Các chú đi trước, chia thành từng nhóm nhỏ đi thật nhanh đi hết. Bác ở đây bác nghi binh cho, chiều tối đưa bác đi. Thế chiều tối đến đưa bác đi thì trời đổ mưa tầm mưa tã. Trời tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Liên lạc mãi chưa thấy đến đón. Bác bảo ông Vũ Kỳ là chú chịu khó vào trong bản. Bản tức là cái làng của người thiểu số đấy. Nói khó với chủ nhà, cho đoàn vào ngủ nhờ một đêm, mai ta tính tiếp. Ông Vũ Kỳ vào nhà dân tìm mãi mới được một cái ngôi nhà. Lại chẳng may tìm đúng cái nhà người ta đang có người ốm. Mà người thiểu số người ta có chữa thuốc, chữa thang đâu. Toàn thầy mo, thầy cúng thôi. Thế là nói thế thì người ta từ chối ngay. Một là người ta rất lạ, không biết ông này ở đâu. Hai nữa tức là nhà đang có người ốm,
chưa tìm được thầy cúng cho con lại bị một ông ám ảnh cho cả đoàn vào ngủ nhờ, người ta từ chối ngay. Thế là không được, ra báo cáo bác là không được bác ạ, họ không cho ở, nhà người ta đang có người ốm. Bác bảo thế nào? Bác bảo chú quay lại ngay chỗ đó, quay lại ngay, chú gặp chủ nhà nói trực tiếp nhé, bảo cứ cho đoàn vào ngủ một đêm thôi, trong đoàn có thầy cúng rất giỏi, thế nào cũng chữa được cho cháu bé. Thầy cúng là bác đấy các đồng chí. Bác khai nghề nghiệp, bác khai cả nghề thầy cúng đấy các đồng chí. Mà bác là cộng sản hiện đại mà như thế đấy nhé. Nếu đồng chí nào làm công tác tổ chức cán bộ này mà đọc tờ khai lý lịch của bác ấy, thì chẳng thấy có thông tin gì. Bác giỏi thế đấy, không có thông tin gì cả, nhưng đọc lên ai cũng biết là bác. Cái thời kỳ hoạt động ở Liên Xô đấy, bác là lãnh tụ, bác đi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản, người ta phát cho bác một cái tờ khai bằng tiếng Nga, chỉ cần điền vào là xong thôi. Bác khai rất là hồn nhiên, họ và tên, bác ghi là Lin. Lin là tên bác thời ở Liên Xô, thế là xong rồi. Mà bác viết tiếng Nga, nói tiếng Nga rất giỏi, rất đẹp cả. Ai cũng phục bác. Dòng thứ hai này, ngày tháng năm sinh. Chỗ này là chuyện lạ lắm đấy này. Ngày tháng năm sinh, ngày bác để trống không khai, tháng để trống không khai, năm sinh bác khai mỗi lúc một khác. Hoạt động bí mật nó phải thế. Thế đến cái mục nghề nghiệp, bác khai là làm thuê, có thế thôi. Bác làm đủ mọi nghề, bác ghi một câu làm thuê là xong. Nào là bồi bàn khách sạn, nào là đốt lò rửa chảo thái rau, nào là trồng hoa, chụp ảnh tráng phim, làm đủ mọi nghề. Có khi phải làm cả nghề khâu vá thuê nữa, để sống ở Trung Quốc. Thế bác khai một chữ làm thuê là đủ. Thế hỏi bác là, thế bác làm nhiều nghề như vậy thì nghề nào bác thích nhất? Bác bảo bác có ba nghề thích nhất. Một là nghề khuân vác, ở bến cảng Nhà Rồng là khuân vác. Nghề thứ hai là nghề dạy học. Đấy, bác là thầy giáo đồng nghiệp vĩ đại của chúng ta này, dạy học, dạy ở trường Dục Thanh Phan Thiết ấy, rồi mới đi làm cách mạng đấy chứ. Nhưng mà rất lạ, bác xin vào dạy ở trường Dục Thanh Phan Thiết mà trường ông hiệu trưởng chỉ phân công cho bác dạy mỗi môn thể dục đấy các bạn. Nên là đồng chí nào là dạy thể dục nào? Là đồng nghiệp trực tiếp của bác đấy, đúng không? Bác dạy thể dục cơ mà. Mà tại sao sau này bác nói về giáo dục hay như vậy, mỗi cấp chỉ một câu thôi mà nó sáng láng như là tuyên ngôn, như cương lĩnh vậy, không cần nhiều lời, hàng ngàn hàng vạn trang như bộ giáo dục bây giờ đâu. Đấy, ta xem bác là như thế đấy. Đấy là nghề dạy học nhé. Rồi sau đó bác rất có uy tín, bác mới dạy lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, chủ yếu là dạy về yêu nước, cũng là phương tiện để truyền tải lòng yêu nước thôi. Bác bảo bác còn nghề thứ ba nữa mà bác rất thích, đó là nghề thầy cúng. Ở Thái Lan, bác lấy tên là Thầu Chín, bác đi khất thực, bác ngủ trong nhà chùa như một Phật tử. Ở Việt Bắc, bác là ông ké già thô, bác vẽ cả tượng Phật trên vách núi cho dân thờ cơ mà. Thì bác khai thầy cúng là đúng. Bác về đến Bắc Bó Cao Bằng, sau 30 năm đi vòng quanh thế giới, bác vào trong bản, bác đưa tất cả các cháu nhỏ ra tắm rửa gội đầu cho nó bẩn quá, ghẻ lở chốc đầu, bác bôi cả phẩm xanh phẩm đỏ lên trên đầu cho nó. Thì bây giờ cái cháu bé có người ốm, bác biết ngay là bẩn quá mà ốm, bác chữa được. Nếu bác bảo bác là thầy cúng rất giỏi là thế đấy. Thế là quả nhiên cái ông chủ nhà này thay đổi ngay, cho ở ngay lập tức, vì có thầy cúng đến mà, mừng quá. Vào đến nơi bác làm dân vận ngay lập tức. Bác bảo các chú quét dọn nhà cửa sân vườn cho nó sạch sẽ, bẩn quá, phải gây thiện cảm với dân đã. Dân vận thì quan trọng nhất là để cho dân tin và dân yêu, thì quét dọn cho nhà người ta mến mình. Bác bảo là đun cho bác một ấm nước nóng để bác tắm rửa cho cháu bé. Sau đó bác rất nhanh trí, bác rút trong ba lô túi rét ra một quả chuối, bác bóc vỏ kết hoa rất khéo nhé, bác dỗ dành cháu bé. Và bác nhanh trí nhét luôn một cái viên thuốc vào trong ruột quả chuối, thuốc để giúp giảm sốt. Thế sau đó rồi bác mới bế cháu bé ra giữa nhà, nơi có bàn thờ. Bác lạy, bác cúng như một thầy mo thực sự, mà toàn nói tiếng Tây, tiếng Nùng cả. Thế mới sợ, không hiểu bác học từ bao giờ. Ông chủ nhà phục bác sát đất,
Bảo đây mới là thầy cúng giỏi nhất bản ta đấy, vì cứu được cháu bé. Ta học bác về dân vận như thế các đồng chí. Phải làm bằng thiết thực cho dân tin và dân yêu. Mà sâu xa ra đấy, đó là lòng chân thành. Đấy, nhà giáo chúng ta hãy nhớ lời của bác này. Bác nói là chân thành là tốt nhất, không gì bằng sự thành thật. Thành thật là con đường ngắn nhất để từ trái tim đến với trái tim. Mà bác là một kiểu mẫu. Đấy. Bác còn dặn cán bộ là gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất. Dân họ chỉ thích cán bộ gương mẫu thôi. Thì họ thấy gương mẫu là một tấm gương cho họ theo. Bác là như vậy. Thì câu chuyện dân vận, ta lưu ý cái chi tiết đó. Đồng chí nào mà đã có dịp về Thái Bình thì biết. Thái Bình là tỉnh thuần nông. Mà đây là nơi có nhiều liệt sĩ nhất, nhiều mẹ Việt Nam anh hùng nhất trong cả hai cuộc chống Pháp chống Mỹ. Bác về tới 5 lần. Lần cuối cùng bác về, bác căn dặn lãnh đạo tỉnh từng ly từng tí một. Sau đó bác về, ông bí thư tỉnh ủy lại mang quà để biếu bác. Gọi là quà thôi, chứ tỉnh thì nghèo có cái gì đâu, có mấy cân gạo. Gạo tẻ, gạo nếp biếu bác để nói về đặc sản của quê hương. Bác khen gạo này ngon lắm. Bác lấy tiền giả, bác giả đúng giá mấy cân gạo thời bao cấp ấy cơ. Ông bí thư tỉnh ủy không hiểu ý bác, ngăn tay bác lại, bảo chết, sao bác lại giả tiền. Bác đừng làm thế. Quà của tỉnh ủy biếu bác có đáng là bao. Bác nhận cho anh em vui thôi. Thế nếu các đồng chí nói, ta cũng nói như thế chứ gì nữa. Rất là lưu loát, đúng đắn, có gì sai đâu. Đến khi nghe bác nói lại mới giật mình. Bác bảo các chú ở tỉnh ủy mà cũng làm được gạo à? Bác tưởng suốt đời bác và các chú chỉ ăn gạo của dân thôi chứ. Bác trả tiền cho dân chứ đâu trả cho các chú. Các chú không nhận cho bác, cứ bảo bác mang gạo về thì có khác gì là bác tham ô. Câu nào cũng mang ý nghĩa giáo dục đạo đức cả. Hay là bác đến thăm một đại hội khởi kháng chiến ấy. Thế là bác chọn đơn vị an ninh để thăm, đơn vị hậu cần để thăm, vì bác biết đây là đơn vị vất vả nhất. Phải chú trọng an toàn tuyệt đối cho đại hội, cho nên an ninh rất quan trọng. Nhưng mà chiến sĩ trẻ quá, không biết bác là ai đâu. Mà bác lại giản dị như một ông già nông dân, chẳng ai biết bác là ai cả. Cứ ngăn bác lại hỏi giấy hỏi má bác. Bác bảo là bác đây mà. Bảo bác cũng phải có giấy, không cho bác vào cái làm gì. Thế là chỉ huy ra mới nói nhỏ đấy là bác Hồ, để bác vào thăm. Bác nghe được bác ngăn ngay. Bác bảo là chiến sĩ của chú không có lỗi. Lỗi là chú. Vì chú là chỉ huy mà không báo cho chiến sĩ là bác đến, làm sao họ biết bác là ai. Bác sẽ thưởng cho chú chiến sĩ này một điếu thuốc lá, còn chú bác sẽ phạt sau. Sau này bác ghi rõ là chỉ huy và chiến sĩ mắc lỗi như nhau thì chỉ huy phải phạt nặng gấp 3 lần. Đảng viên và người ngoài đảng mắc lỗi như nhau thì đảng viên phải phạt nặng gấp 3 lần. Phải quang minh chính đại như thế thì dân người ta mới tin được và chúng ta mới tốt lên được. Đấy, bác đã xem, bác ứng xử như thế đấy. Thế rồi bác mới sang cái tổ cấp dưỡng. Nhân viên văn phòng đi phục vụ đại hội đã xúc động rồi. Bây giờ lại được gặp bác mừng quá, cứ đứng ngây ra ngắm bác. Bác muốn cho nó tự nhiên. Bác bảo chú đi lấy cho bác cốc nước. Thế mà nghe không rõ hay là nghĩ thế nào mà cứ nhìn bác đấy. Nhìn bác chán rồi mới đâu, cho tay vào túi quần lấy cái bật lửa. Bởi vì cứ nghĩ đến bác là bác hút thuốc lá mà. Hay là cháu phục vụ bác, cháu bật lửa cho bác. Bác cũng cúi xuống châm một điếu thuốc hút. Rồi bác mới nói cả. Bác coi bác là dân. Nhân viên văn phòng kia bác coi là cán bộ. Bác bảo là dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa mới vui chứ. Đấy là bác nói đùa. Trong không khí đó là nói đùa. Nhưng bây giờ thì không đùa được. Tình hình như thế này bây giờ nếu xảy ra thì mất hết. Chứ tại sao đảng ta lo đến thế? Bằng mọi cách để phục hồi được niềm tin của dân, chứ không thì mất hết đấy. Đấy, đấy là điều phải rút ra từ mỗi câu của bác. Trong câu chuyện dân vận của bác còn có cái chuyện này mới cảm động. Các đồng chí nào có quê ở Hưng Yên không nữa? Hay là có người quen ở Hưng Yên thì biết. Hưng Yên rất lạ.
Quê bác ở Nam Đàn bác chỉ về có 2 lần, mà Hưng Yên bác về tới 10 lần tất cả. Hóa ra chính Hưng Yên mới là quê ngoại của bác. Còn cái làng Hoàng Trù ở Nghệ An ấy chỉ là quê ngoại, với nghĩa là mẹ bác sinh bác ở đó. Mà bác của chúng ta là đẻ rơi ở ngay cái mảnh vườn Hoàng Trù, tên nôm là làng Chùa. Mẹ bác là tham công tiếc việc, đến ngày sinh nở vẫn có ngoài đồng ruộng, đau đẻ chạy về có kịp đâu, đẻ rơi bác ngay ở mảnh vườn Hoàng Trù. Bà ngoại đỡ đẻ cho con gái, tức là mẹ bác, mà không có một giọt sữa nào, toàn chôn rau cắt rốn cho bác xong mớm cơm mớm cháo nuôi bác đấy. Cho nên bà ngoại thương bác lắm. Mà khi bà ngoại mất rồi thì bác lại không biết, bác đang hoạt động ở nước ngoài. Thế thì bác về Hưng Yên 10 lần bởi vì bác chịu ảnh hưởng rất sâu sắc từ ông ngoại, bà ngoại là cụ Hoàng Xuân Đường nhé, cụ Nguyễn Thị Kép nhé. Mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Bác có một người dì ruột, tức là em gái của mẹ, là bà Hoàng Thị An, rất là thương bác. Nên bác về Hưng Yên 10 lần là tỏ tình cảm với quê ngoại. Nhưng đồng thời bác thương dân. Hưng Yên nghèo khổ lắm, nó gọi là chiêm khê mùa thối mà, hạn hán lũ lụt quanh năm. Bác về tát nước chống hạn với dân làng, đưa Hưng Yên thành tỉnh giàu có sau này đấy. Thế trong những lần về Hưng Yên, thế thì có một lần mà bí thư tỉnh ủy mời bác ở lại ăn cơm. Bác vui vẻ nhận lời, không khách sáo gì cả. Các chú mời bác thì bác cảm ơn, bác ăn cơm với các chú. Ai cũng mừng nhỉ. Nhưng mà đến giờ ăn thì thư ký lại đặt trên bàn cho bác một cái túi vải nâu. Mở ra lấy thức ăn đã chuẩn bị cho bác từ Hà Nội. Ta xem bữa cơm của bác gồm có cái gì nào. Một nắm cơm nhỏ đã nguội, một khúc cá kho là món bác rất thích, mấy cái quả cà xứ Nghệ và một chai nước uống cho bác. Vĩ nhân mà ăn uống có thế thôi đấy. Ai cũng ái ngại. Bí thư tỉnh ủy đứng lên thưa là bác để chúng cháu ăn cơm nắm cho bác. Bác bảo thế thì ăn chung, lấy dao cắt nhỏ ra bác cháu cùng ăn cho nó vui, mỗi người được một mẩu cơm nắm của bác đấy này. Ăn xong thì xới cơm cho bác và cho tất cả lãnh đạo tỉnh tiếp bác. Thì như một thông lệ, ta xới một bát cơm nhỏ lưng bát mời bác. Bác cười, bác đỡ bát cơm bác cười, bác nói ngay: chú xới vơi như thế này thì chú làm việc đầy đặn làm sao được. Thế có phải là bác của chúng ta cái gì cũng lái về đạo đức hết. Đạo đức là đầu, làm đầy đặn tức là trách nhiệm với dân. Bây giờ ai cũng nhắc lại câu này để muốn khẳng định cái điều trách nhiệm với dân là một vấn đề đạo đức. Hay là có một lần, thế này mới lạ chứ, tự nhiên bác lại gọi điện về cho báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân là cơ quan tư tưởng của Đảng, quan trọng lắm. Tổng biên tập báo Nhân Dân là hàm bộ trưởng đấy các bạn. Ít nhất là trong ủy viên trung ương, có khi trong ban bí thư hay bộ chính trị. Bác gọi điện về tổng biên tập để làm gì? Để đòi tiền. Bởi vì bác viết bao nhiêu bài mà chẳng trả tiền cho bác. Bác đòi tiền không? Hồn nhiên thế. Ta là trí thức, có khi ta muốn mà ta có dám nói đâu. Còn bác đòi thoải mái. Bác bảo cho bác gặp chú tổng biên tập. Tổng biên tập ra đầu dây nói thưa chuyện với bác. Bác hỏi ngay: thế chú quên bác rồi à? Bác viết cho các chú nhiều thế, hàng nghìn bài cơ mà, mà các chú chẳng giả cho bác xu nào là thế nào? Thế là ta vội vàng xin lỗi bác: chúng cháu có lỗi quá, bác tha lỗi cho. Rồi thanh minh. Thanh minh rất là thật thà: nhưng bác phải hiểu cho lòng chúng cháu, anh em chúng cháu ngày nào cũng dặn nhau, bác Hồ của chúng mình vĩ đại lắm, bác không biết tiêu tiền đâu. Đấy. Thế là ta thần thánh hóa bác rồi, có để cho bác sống như chúng ta đâu. Bác cười, bác bảo sao mà chú nghĩ lạ vậy, ở đời ai cũng là người thường, có ai là thánh thần gì đâu. Bác cũng vậy, chú cũng vậy thôi. Thôi giả tiền cho bác đi. Đấy. Ta xem bác đòi tiền hồn nhiên thế không. Nhưng mà thật ra đây chỉ là một cái kịch bản thôi. Bác tạo ra một cái cớ để dạy chúng ta về đạo đức. Bác bảo là thôi, dù sao các chú cũng có lời xin lỗi bác,
thì bác cũng cho qua. Nhưng bác dặn các chú một câu, với dân các chú không được thế. Đấy mới là cái đích. Dân không được thế. Bác mà các chú còn sơ suất thế thì dân các chú đối xử kiểu gì? Thế từ đó trở đi là các báo mới bảo nhau giả tiền cho bác ấy. Ông Vũ Kỳ đi lĩnh chứ bác có cầm đâu. Rồi cô sau cũng cho hết đấy mà. Cho không sót một đối tượng nào cả. Phụ nữ này bác thương lắm. Báo cho bác những tin mà bà mẹ sinh ba sinh bốn ấy, bác gửi tiền, gửi đường, gửi sữa, quần áo cho cả mẹ lẫn con. Các cụ già thượng thọ bác đều có quà biếu. Bộ đội, công an, thanh niên xung phong, các cháu thiếu niên nhi đồng, tất cả trông vào tiền lương của bác chứ còn gì đâu. Bác cho hết mà. Cuối cùng còn có mấy đồng bạc, cả đời còn có mấy đồng bạc để đóng trong cái túi đó. Đấy, những chuyện như thế không bao giờ hết cả. Để chúng ta nhắc đến bác, để hiểu bác một con người có tình thương vĩ đại như thế nào. Thế bây giờ chúng ta lưu ý một sự kiện nữa. Năm nay trong các sự kiện kỷ niệm, các đồng chí có để ý là bao nhiêu năm Điện Biên Phủ không ạ? Là các thầy các cô dạy lịch sử, bao nhiêu năm chiến thắng Điện Biên Phủ? Chiến thắng Điện Biên Phủ là mùng 7 tháng 5 năm 54 nhé. Năm nay là 65 năm Điện Biên Phủ. 65 năm Điện Biên Phủ Việt Bắc ấy, gắn với tên tuổi của Bác Hồ, của Võ Nguyên Giáp, của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Và Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội năm 72, nó ném bom bằng B-52, nó định hủy diệt Hà Nội cơ mà. Đấy, thì nhắc nhở sự kiện Điện Biên Phủ này để ta nhắc chúng ta nhớ đến bác và đại tướng.